Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Phật bảo. Pháp bảo là những vương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Sẵn xin nhắc luôn ha, nhớ khi mà chúng ta nói cái lễ tam hợp này á, là lễ Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật niết bàn, chứ chúng ta không thể nào nói là Phật đản sanh nha. Tại vì khi mà ngài đản sanh, ngài chỉ là Bồ Tát, ngài chưa phải là Phật. Cho nên chúng ta chỉ có thể nói là Bồ Tát đản sanh, chứ không phải nói là Phật đản sanh. Nói Phật đản sanh là không đúng. Rồi Bồ Tát thành đạo, chứ không phải là Phật thành đạo. Đã Phật rồi sao thành đạo được, hiểu không? Mà chỉ có Bồ Tát thành đạo đó. Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật niết bàn. Ngay cả vị Phật vị lai là ngài Maitreya, chúng ta Hán âm là Di Lặc, thì hiện tại bây giờ ngài vẫn là Bồ Tát, chứ ngài không phải là Phật. Cho nên nếu mà quý vị gọi là Phật Di Lặc là gọi sai, mình phải nói là Bồ Tát, chứ mình không gọi là Phật được, tại vì ngài chưa thành Phật. Nhớ nha, một vị Bồ Tát ngay cái sát na mà còn chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả thì vị ấy vẫn là Bồ Tát, vị ấy chưa phải là Phật. Nói hơi xa là tại vì sư muốn nói khi nãy lúc mà quý vị đi dân đăng là chúng ta đánh một vòng là từ chỗ Bồ Tát đản sanh. Đây là Bồ Tát thành đạo, và chúng ta đi ngang qua chỗ Phật nhập Niết Bàn. Và nếu muốn nữa thì có thể nói là Bồ Tát là Hoằng Pháp, lúc mà ngài đang đi, cái tướng ngài đang đi chỗ bên đây, là chúng ta đi một cái vòng của thời kỳ một vị Phật Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện ở thế gian. Khi mà sư đứng và sư niệm tưởng ân đức của Tam Bảo, lúc mà đứng ngay chỗ Bồ Tát đản sanh, sư nghĩ tưởng về ân đức Tam Bảo và sư nhớ cái cảnh phải nói là rất xúc động. Đó là ngay khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn ở thành Kusinara. Quý vị biết là khi đó vua trời Đế Thích ngài đã ngâm bài kệ mà sư tụng khi nãy.
anicca vata sankhara upadavaya dhammino upacitta nirucanti te sanguvasamo sukho. Tức là các hành là vô thường, nó có tánh sanh diệt. Chỉ khi nào chấm dứt sự sanh diệt rồi mới đạt được sự an vui. Khi mà Đức Thế Tôn ngài viên tịch Niết Bàn, vua trời Đế Thích ngâm bài kệ đó và nói là khi mà sư nghĩ đến cái cảnh đó xúc động vô cùng. Thưa quý vị, nghĩ cảnh mà vua trời Đế Thích ngâm bài kệ các hành là vô thường, ngay cả một vị chánh đẳng giác thì thân xác của ngài rồi cũng phải vô thường. Ngài đản sanh đó, rồi ngài thành đạo đó, và bây giờ ngài niết bàn rồi, ngài không còn nữa. Các hành là vô thường, có sanh tức có diệt. Hàng hậu học, hàng đệ tử chúng ta hôm nay ngồi ở đây ôn lại ba giai đoạn của Đức Thế Tôn, để chúng ta thấy đời là vô thường, để chúng ta thấy chúng ta còn cần phải nỗ lực tu học nhiều lắm. Và xin thưa là chúng ta hãy ráng nỗ lực để chúng ta tu học. Đừng nghĩ và đừng sợ rằng thời này là thời mạt pháp. Xin thưa là loài người chúng ta đó đúng là thiếu phước hơn hồi xưa, tu thì cũng không bằng hồi xưa. Hồi xưa thì chư thánh tăng là đi ra đường là mình có thể thấy được, còn thời nay thì tìm không thấy. Có lẽ là các ngài khi chứng quả thánh, chắc có lẽ các ngài cũng ở trong rừng, chứ còn ở cái xứ này thiên hạ họ không biết, rồi họ có thể họ tấn công các vị thánh, nó chỉ đem cái nghiệp thôi. Nhưng mà chúng ta đừng có lo. Tại vì sao? Tại vì nếu như chúng ta nỗ lực tu tập thì chúng ta hoàn toàn có thể chứng đắc đạo quả ngay trong đời này. Nếu như chúng ta chưa có khả năng chứng đắc đạo quả ngay trong đời này thì chúng ta cũng có khả năng sanh thiên. Nhớ, khi chúng ta làm điều thiện, chúng ta tu tập thì chúng ta có khả năng sanh thiên. Khi chúng ta sanh thiên rồi đó, chúng ta lên trên cõi trời, chư thánh nhân còn đầy ở trên đó, chúng ta hoàn toàn có thể tu tập. Và quý vị cũng đừng có lo là bây giờ tu làm sao để mà tôi sanh thiên, để lên chuyển tu bây giờ. Việc đầu tiên chúng ta cần phải nhớ đó chính là hãy giữ giới. Sư luôn luôn kêu gọi và luôn luôn mong mỏi quý Phật tử hãy giữ giới. Bởi vì giới hạnh là yêu cầu căn bản để chúng ta có thể sanh thiên được. Khi chúng ta có giới, con đường của cõi người, cõi trời mở ra cho chúng ta. Ở trong Thanh Tịnh Đạo có nhắc đến một câu chuyện là một vị tỷ kheo đến thăm một vị sư huynh của mình và thấy rằng vị sư huynh của mình bị bệnh, rồi nằm một chỗ, rồi tiêu tiểu tại chỗ, ăn uống không được. Thì vị tỷ kheo, vị sư đệ đó mới than và tiếc cho vị sư huynh, là thấy là sư huynh khổ quá. Thì vị sư huynh mới nói đó: này sư đệ, với giới hạnh của ta đó thì chuyện ta sanh thiên là chuyện không phải nghi ngờ.
Ta chỉ tiếc một chuyện là nếu như ta chết mà ta chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả thôi. Tức là với giới hạnh của vị này, vị này tin chắc là vị này có thể sanh thiên. Vậy cho hỏi nhỏ, giới hạnh của quý vị có tin chắc là mình sẽ sanh thiên không? Mà nếu như không tin chắc mình sẽ sanh thiên, vậy quý vị có tin chắc là mình sẽ đi xuống không? Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta phải giữ giới nhiều lắm. Giới hạnh là nền tảng của tất cả các thiện pháp. Chúng ta không có giới thì làm sao chúng ta có thể đi lên được. Mà muốn có giới thì tâm của chúng ta nó phải đủ mềm dẻo. Quý vị thường lúc nào cũng cầu chư thiên hộ trì, hoặc là cầu ân trên hộ trì, hoặc là cầu thần này thần nọ. Phải nói là hôm nay sư rất hoan hỷ khi mà thấy đạo tràng chúng ta đông đến như vậy. Và phải nói sư rất bất ngờ, phải dùng từ là bất ngờ. Chứ còn thông thường thì không nhiều người sẵn sàng tham dự một khóa tu thức trọn nguyên đêm như thế này. Mà quý vị thấy như đây là đã gọi là đông. Mà quý vị biết là những cái dịp lễ như là lễ sinh ấn đền trần chẳng hạn, thiên hạ là bu đông bu đỏ. Chi vậy? Để xin được cái ấn về là có tài có lộc. Hoặc là ở đâu đó nghe là miễu bà này linh, miễu bà kia thiên, thì người thiên hạ chạy đua chạy tới để xin ân trên, xin bà phù hộ. Mà sư nhớ cách đây hình như là năm 94 hay là năm 2000 gì đó, lâu quá quên rồi, mà đi miễu bà là phải lễ là phải một con heo. Mà con heo đó như là 3 triệu. 3 triệu hồi xưa nó lớn lắm, không như bây giờ. Tức là người ta sẵn sàng là vì cái điều mong mỏi của mình để được ân trên phù hộ, là người ta bỏ ra rất là nhiều tiền để được cái đó. Mà quý vị biết có một cách mà quý vị có thể được chư thiên phù hộ mà mình không tốn đồng xu cắt bạc nào. Đó là gì? Là giữ giới. Khi quý vị giữ giới thì chư thiên mới phù hộ quý vị nổi. Còn quý vị không giữ giới là chư thiên không thèm ngó ngàng gì tới mình. Sư kể quý vị một câu chuyện để quý vị hoan hỷ nè. Sự kiện vừa xảy ra vào sáng ngày hôm nay. Tức là sáng ngày hôm nay á, sư chợt có cái ý tưởng là trang trí những cái đèn lồng như thế này ở trong chánh điện nè. Quý vị thấy cái đèn lồng này không phải là đèn lồng thông thường ha, mà nó là đèn lồng bằng lụa đó. Và treo, sư muốn là treo đầy ở chánh điện như thế này để trang trí. Và khi có cái suy tư như thế đó thì nói thẳng là lúc mà sư suy tư là trong túi sư không có tiền đâu, mà cứ kêu đi mua thôi, kêu anh Phật tử tới chùa rồi thiết kế cho sư cái vàng để treo đèn lồng, rồi kêu thêm một anh nữa là đi chở sư đi mua lồng đèn. Trong khi đó là chưa có đồng xu nào trong túi đâu. Thì quý vị biết là một điều kỳ diệu là tự nhiên là hết người này tới người kia là tự nhiên là tới xin hùng phước cúng dường. Rồi xa tú. Khi mà nhận hùng phước cúng dường đó là sư suy tư là cái phước này là để họ hùng phước vô cái đèn lồng này để họ có phước. Rồi khi mà sư đi tới chỗ bán cái lồng đèn, từ đây là sư đi qua bên đường Hải Thượng Lãn Ông, đi qua quận 5 á, thì sư đang ngồi
đang ngồi để kêu, để chờ họ gom những cái lồng đèn lại. Thì tự nhiên là có một chú đi tới xin cúng dường sư Hạnh Tuệ. Sư tưởng là sư đọc lầm. Ủa, cái gì mà sư cúng dường sư Hạnh Tuệ? Ủa, tại vì sư đang ở đây là thiền viện Nguyên Thủy, là ở Cát Lái Thủ Đức, mà làm gì có cái vụ mà mình đi tới ngồi, mình ngồi ở một quán ở trên đường Hải Thượng Lãng Ông ở quận 5 mà ai đâu biết mình là ai mà tự nhiên nhào tới cúng dường. Thì sư mới hỏi, ủa sao anh biết sư mà anh cúng dường? Anh nói là dạ thưa sư, là hồi sáng thì có một anh, thì ảnh ngày hôm nay là ảnh phải chịu một cái án, phải vào trại giam, và ảnh có đưa tiền cho con, và ảnh nói là mày làm phước giùm tao, và ảnh nghĩ là bây giờ thôi chắc để cúng kiếm ông sư Hạnh Tuệ để cúng dường đi. Thì khi mà ảnh chạy ra ngoài đó, tự nhiên là ảnh giao hàng và ảnh thấy sư ngồi nghe đó, và ảnh tấp vô luôn. Một cái chuyện mà chưa bao giờ xảy ra, nhưng mình không ngờ được. Thì sư thấy cái này cũng là một cái nhân duyên đặc biệt. Thì sư ngồi đó. Thì khi mà lúc bây giờ thì những cái phong bì mà Phật tử coi như hùng phước, sư lúc mỗi lần mà nhận là sư đã suy tính là đây là hùng phước cho cái lồng đèn này. Thì lúc mà sư đếm ra, sư đếm, và cái phần họ báo giá đó, họ báo giá cái lồng đèn, họ đưa sư 150 cái lồng đèn. Quý vị biết cái điều kỳ diệu là gì không? Nó vừa khít. Nó vừa khít. Trời đất quỷ thần ơi, ai mà ngờ được cái chuyện đó. Thì nói để quý vị có cái niềm hoan hỷ, đó là chư thiên vẫn còn ở đây và vẫn còn hộ độ chúng ta. Nếu quý vị có lòng nghĩ cho Tam Bảo, thật sự mà nói là chư thiên vẫn tiếp tục hộ độ. Cho nên là chúng ta tin tưởng, một là tin tưởng vào nghiệp và quả của nghiệp, hai là tin tưởng vào những vị chư thiên hộ pháp, các vị luôn luôn có mặt ở đây và sẵn sàng hộ độ chúng ta. Nếu như cái lòng của chúng ta là lòng lành, và chúng ta nghĩ đến thiên hạ chứ không phải là vì cái dục của bản thân. Khi mà sư kể nhiều câu chuyện về cái sự ứng nghiệm của chư thiên ấy, có người hỏi sư, ủa sư ơi, con nghe sư nói vậy đó, mà sao con cầu con đâu có được cái gì đâu. Thì sư mới cười, sư nói cái người ta cầu được á, là người ta cầu không phải cho người ta, người ta cầu cho thiên hạ thì người ta mới cầu được. Còn quý vị cầu là cho cái mục đích hưởng thụ của bản thân thì cầu làm sao mà có, hiểu không? Khi mà mình cầu cái lòng mình nghĩ cho thiên hạ đó, thì nó không có tham ái ở trong đó. Thì chư thiên họ hoan hỷ bởi vì cái lòng mình nó sạch, chư thiên họ thích. Còn mình cầu mà mình muốn hưởng thụ cho chính mình á, thì chư thiên họ quải lắm. Một số người sẽ khó, đó là chỉ khi nào mình muốn giúp thiên hạ thì chư thiên mới giúp mình. Còn mình muốn cho mình là chư thiên họ ngó lơ. Và xin thưa là trong đời sống á, cái mà chúng ta cho đi và cái chúng ta nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ vui lâu hơn, và cái niềm an lạc đó nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Xin lấy ví dụ, khi mà ai đó cho mình một căn nhà đi, khi mà ai đó tặng mình căn nhà, đương nhiên mình phải vui chứ. Tự nhiên có căn nhà mình vui. Nhưng mà căn nhà đó ở chừng vài chục năm nó cũ rồi, nó xuống cấp rồi, lúc đó hết vui.
Nhưng mà nếu như á, mà mình là cái người cho, cái người tặng, mình vui lâu lắm. Hoặc mình tặng ai đó một cái chiếc xe, người ta chạy cái xe, người ta chạy 5 năm, xe nó cũ, nó rệu rã là người ta hết vui rồi. Nhưng mà mình cứ nhớ hoài cái món quà mà mình đã tặng cho thiên hạ. Thành ra đó, mình làm người cho đi, mình luôn luôn hạnh phúc. Còn khi mình là người nhận thì cái hạnh phúc đó nó chóng vánh lắm. Tuy nhiên, đời sống của chúng ta thì chúng ta nương tựa lẫn nhau. Nhờ có sự nương tựa lẫn nhau đó, đó mà chúng ta mới đạt được những sự an lạc ở thế gian này. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói là cái sự an lạc nhất mà chúng ta có thể nương tựa đó là chính mình. Khi Đức Thế Tôn chuẩn bị viên tịch Niết Bàn, Ngài đã dặn các thầy tỷ kheo hãy nương tựa chính mình, hãy làm hòn đảo cho mình, đừng nương tựa một ai. Hãy tự lấy chính mình làm hòn đảo, tự lấy chính mình làm nơi nương tựa. Mặc dù sư kể câu chuyện để cho quý vị thấy là chư thiên họ vẫn sẵn lòng để họ hộ trì giáo pháp. Thành ra là chúng ta tu chúng ta cũng không có sợ. Nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn phải tự lo cho mình. Tại vì sao? Cái giới hạnh của mình chư thiên họ không lo cho mình được. Giới là mình phải tự giữ, chư thiên đâu có giữ giới giùm mình được. Rồi cái định, năng lực tu tập thiền định cũng phải tự mình hành thiền, chư thiên cũng đâu có hành thiền giùm mình được. Mình ngồi là mình đau chân chứ. Ngồi nửa tiếng, ngồi một tiếng, ngồi hai tiếng, ngồi bốn tiếng, chân nó đau, lưng nó đau là mình phải chịu lấy, chứ chư thiên đâu có chịu giùm mình. Đâu thể nào nói là chư thiên ơi, tôi vì cầu đạo, cầu Phật quả, cho nên là tôi ngồi thiền, chư thiên hộ trì đừng cho chân tôi đau, được không? Không được. Việc hành thiền là phải tự mình làm, phải nương tựa lấy mình thôi. Rồi những phiền não cũng phải tự mình đối mặt, tự mình phải diệt nó, mình phải xử lý nó. Mình đâu thể nào nói chư thiên ơi, bây giờ sao mà tôi buồn quá, tôi khổ quá, chư thiên làm ơn làm phước cho tôi bớt cái nỗi buồn này đi. Xin thưa không. Cái buồn, cái khổ là do tâm của mình. Mình phải là người giải quyết. Đừng có bắt người khác giải quyết giùm cái mớ bồng bông của mình. Khi mà mình đau khổ, hãy nhìn vào nội tâm của mình, hỏi coi do đâu mà tôi có cái cảm giác đau khổ này. Phải nhìn nó, hỏi nó, do đâu mà tôi có cảm giác đau khổ này, thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho chính mình. Ví dụ như tôi đau khổ vì có ai đó nói xấu tôi. Họ mắng tôi, họ chửi tôi, họ nói xấu tôi, họ tấn công tôi, làm cho tôi đau khổ. Cơ thể tôi khó chịu, ăn uống không được, ngủ không được. Thì xin thưa đó, cái chuyện mình đau khổ đó, đó là vì mình hay vì người khác? Vì mình. Tại sao vậy? Tại mình ôm nó trong bụng, mình ôm nó ở trong người, mình không buông được, mình không chịu buông. Nhớ, khi người khác tặng mình một món quà mà mình không nhận thì món quà đó thuộc về người tặng. Một lần Đức Thế Tôn đi khất thực,
thì có ông Bà La Môn mắng Ngài từ đầu cho tới cuối xóm. Đức Thế Tôn Ngài không trả lời gì cả. Cho đến khi Đức Thế Tôn đi ra khỏi làng, ông Bà La Môn ông tức quá, ông mới chặn đầu Thế Tôn lại, ông hỏi: "Này Sa Môn Gotama, ông có bị điếc không?" Đức Thế Tôn nói: "Như Lai không bị điếc." Thì ông mới hỏi là: "Như vậy tại sao mà tôi mắng chửi ông là từ đầu cho tới cuối xóm mà ông không có trả lời trả vốn gì hết?" Đức Thế Tôn Ngài chỉ hỏi lại: "Nếu như ông đem một món quà ông tặng người khác mà người khác không nhận thì món quà ấy thuộc về ai?" Ông Bà La Môn nói: "Dạ thì món quà đó thuộc về tôi." Thì đúng rồi, mình mắng người ta, mình chửi người ta mà người ta không nhận thì những cái đó nó thuộc về mình. Nhưng cái vấn đề của chúng ta là khi người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta tấn công mình ôm hết trong bụng thì ráng chịu chứ biết sao vậy. Cái đó là tại mình, mình không buông được. Khi mình thấy như vậy đó, với một người có sự thực hành, họ thấy rõ thọ khổ ở trong chính họ, họ biết được nguyên nhân của khổ, thì họ có thể buông được cái khổ đó. Buông bằng cách nào? Bằng cách chúng ta phải học giáo lý. Tại sao mà đang nói pháp hành mà sư lại dính tới pháp học ở đây? Tại vì nếu như quý vị không học giáo lý thì làm sao quý vị biết trong trường hợp đó mình phải làm gì? Không biết được. Ví dụ như nghe nói là mình phải dùng tâm từ để mình thương kẻ thù, đúng không? Quý vị thường hay nghe giảng mình phải dùng tâm từ để mình đối trị với tâm sân, mình phải có lòng từ với cái người mà oan trái với mình. Sư xin lỗi, chứ lúc đó từ không được, không nổi. Nó tấn công mình, nó chửi mình, nó mắng mình, nó nhục mạ mình, mà kêu mình từ với nó, mình từ sao nổi mà từ. Thì khi đó tâm từ không xài được trong trường hợp của cá nhân mình. Làm gì giờ? Có phải lúc đó quý vị phải học giáo lý không? Không học giáo lý thì không biết những phương pháp khác. Trong khi đó cái phương pháp hóa giải sự thù hận có nhiều phương pháp, không phải chỉ có một. Sư lấy ví dụ, mình suy tư, khi họ tấn công mình là họ phiền não trước. Bây giờ họ đang bị cái phiền não đó gặm nhấm họ, họ đang tức mình mà. Thì khi họ tức mình là họ đang bị phiền não nó gặm nhấm họ rồi, thì họ đang phải chịu cái quả báo. Rồi khi họ tấn công mình ấy, là họ đang gieo nghiệp đi địa ngục. Mình đâu cần phải làm gì họ đâu, tự họ đã đâm đầu đi địa ngục rồi. Mình không cần làm gì họ hết. Khi họ tấn công mình là họ đang tạo ác nghiệp, mà họ tạo ác nghiệp là họ phải đi địa ngục. Uổng vậy thì mình làm gì vậy? Đâu có cần. Thì như thế chúng ta phát triển, phải phát triển lòng bi mẫn. Để chi vậy? Để không hả hê với sự đau khổ của chúng sanh khác. Cái này là phải tu nghe, không tu sao có. Là khi mình có lòng bi mẫn với chúng sanh khác á, là mình thấy là họ đó, họ đang khổ. Bởi vì khi họ tấn công mình là họ chịu phiền não, và khi họ tấn công như thế là họ lại gieo cái nghiệp đi địa ngục nữa. Rồi lại thêm một vấn đề, nếu như họ tấn công một người á,
mà sống trong tham, tham dục, sống trong sân hận, sống trong si mê, thì cái tội đó nó nhẹ. Mà họ tấn công một người mà họ có lòng từ với họ đó, tức là mình tấn công người ta không giận mình mà người ta có lòng từ bi với mình, là mình chết. Tội nó còn nặng hơn nữa. Thì như vậy tội gì mình phải giận người ta? Rồi suy tư đó sẽ giúp cho mình tự nhiên bớt đau khổ. Hoặc tự nhiên một hôm mình thấy một cô gái nào đó đẹp quá, về ăn không nổi, làm sao bây giờ? Rải tâm từ hả? Không nổi. Lúc đó làm cái gì? Phải học giáo lý. Không học giáo lý biết cái gì mà thực hành? Xin thưa là có nhiều khi quý vị quán thân bất tịnh quán cũng không được. Nhưng trong một số trường hợp chúng ta có thể quán thân bất tịnh. Nhưng trong một số trường hợp khác thì việc quán thân bất tịnh đó lại không có tác dụng. Trong trường hợp đó, sư giả sử là sư đi ha, thì khi đó sư đã làm gì? Làm gì để mình ăn cơm được? Chứ còn mình không ăn cơm được mình bệnh sao? Làm gì để mình ăn cơm được? Ăn ngon lành đàng hoàng chứ phải ăn một hai muỗng bỏ. Mà quý vị biết là khi người ta tương tư là người ta ăn không vô. Mình phải làm sao đó để mình giải quyết cái vấn đề trong tâm khảm của mình. Lúc bây giờ sư suy tư trên đến Đức Thế Tôn, Đức Phật. Ngài là bậc đã ly dục và Ngài đang nhìn con với cặp mắt từ bi của một bậc đã ly dục. Thì khi đó Ngài giống như là một vị gọi là thần tượng, một người để cho mình noi theo. Rồi sau đó lại liên tưởng tiếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là bậc đã ly dục. Và nếu như Ngài nhìn mình, Ngài sẽ nhìn với lòng từ bi của một người ly dục. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài là một người đã ly dục. Và nếu như Ngài nhìn mình, Ngài nhìn bằng cặp mắt từ bi của người đã ly dục. Rồi sau đó lại tiếp nữa đến Ngài A Nan, Ngài Maha Kassapa, chư thánh tăng đệ tử Phật. Thì lúc bây giờ sư nhắm mắt lại và trong tâm của sư có Đức Thế Tôn dẫn đầu và chư thánh tăng ở xung quanh. Các ngài đang nhìn mình bằng cặp mắt của lòng từ bi. Các ngài không có giận hờn gì cả, các ngài đang nhìn mình bằng cặp mắt của lòng từ bi của một người đã ly dục. Các ngài đang nhìn. Và khi đó đó, tham ái tự nhiên nó nhẹ xuống. Quý vị có thể nghe cái phương pháp này nó hơi lạ đúng không? Nhưng xin thưa đây là một trong những phương pháp đối trị tham dục được ghi chép trong chú giải. Không học thì làm sao biết? Khi chúng ta học đạo, đối diện với sự đời, chúng ta có nhiều cách để chúng ta giải quyết nó. Nhưng nhớ, muốn giải quyết được, chúng ta phải có năng lực của sự định tâm. Còn tâm chúng ta yếu quá thì biết là một chuyện, làm là chuyện khác. Chính vì như vậy sư mới hướng dẫn quý vị hành thiền và khuyến khích quý vị hành thiền. Nó giống như một cái quyển bí kíp võ công. Thì nếu như một người chỉ đơn thuần là đọc nó thôi đó, thì chiêu thức nào cũng biết, nhưng đụng chuyện không xài được. Tại vì sao? Bởi vì không có nội lực, không có sức mạnh.
Quý vị có đọc 100 quyển bí kíp học, gọi là học đối kháng, có coi 1000 cái video hướng dẫn đối kháng, ra đường vẫn bị chúng quánh phù mỏ như thường. Tại sao? Mình coi không hà, chứ mình đâu có tập đâu. Phật pháp cũng vậy. Nếu như chúng ta chỉ đơn thuần đọc kinh tạng mà chúng ta không thực hành, đụng chuyện xài không được. Nhưng nếu như chúng ta không học kinh tạng, đụng chuyện không biết lấy cái gì để xài. Chính vì như thế, pháp học và pháp hành luôn đi chung với nhau, để chúng ta giải quyết các vấn đề của mình. Và việc giải quyết các vấn đề đó là ai giải quyết? Mình giải quyết. Chư thiên có giải quyết cho mình không? Không. Tu là tự mình tu, mà nếu có chứng thì tự mình chứng. Chư thiên á, là khi thấy chúng ta có giới, có định, có tuệ, có sự tu tập, chư thiên thương thì họ giúp cái gì được là họ giúp. Nhưng điều cốt lõi vẫn phải là tự mình nương tựa chính mình. Vì thế Đức Thế Tôn khi Ngài dạy các thầy tỷ kheo, trước khi Ngài viên tịch Niết Bàn: này các tỷ kheo, các hành là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ vui. Ở một chỗ khác, Đức Thế Tôn đã nói với các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, những gì mà một vị đạo sư cần làm, Như Lai vì lòng bi mẫn đã làm hết cho các ông rồi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà trống, hãy nỗ lực hành thiền, đừng để sau này phải hối tiếc. Đó là lời di huấn của Như Lai. Những gì mà bậc đạo sư cần làm, Đức Thế Tôn đã làm hết rồi. Chúng ta ở đây thực hành đêm lễ Đầu Đà, cúng dường đến Đức Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn, là để chúng ta nhắc nhở lại lời dạy của Ngài, để chúng ta thực hành. Thế Tôn đã xa rồi, thầy trò anh em dắt díu nhau mà đi. Chuyến đò này là chuyến đò cuối cùng rồi. Nếu như chúng ta còn dễ vui, còn mong cầu sự giúp đỡ của chư thiên, còn mong cầu những sự hưởng thụ các lạc thú, thì chúng ta sẽ lỡ chuyến đò. Khi đó đó là muộn rồi. Hãy tập cho chính mình sự gấp rút. Khi nghĩ về chuyện tu tập, nghĩ về dòng luân hồi, vì lẽ đó đó, sư mới tụng bài kệ mà Vua Trời Đế Thích đã tụng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn: các hành là vô thường, có sanh tức có diệt. Chúng ta chắc chắn rồi đó, cũng sẽ vô thường thôi. Mà sư mong mỏi, hết sức mong mỏi là quý vị hãy giữ giới. Nhớ giùm sư, giữ giới giùm sư. Hãy giữ giới, rồi hãy học giáo lý, tích cực làm các thiện pháp. Khi vô thường tới, sư mong mỏi quý vị không còn ngồi đây nữa, thì quý vị lơ lửng ở trên đây, rồi quý vị có thể tiếp tục tu học và đi đến sự chứng đắc đạo quả. Khi đó đó mới là sự cúng dường đến Đức Thế Tôn một cách cao thượng.
Và thời pháp ngày hôm nay thì cũng chỉ đến đây thôi. Xin chia đều tất cả phần phước đến quý vị, gia đình của quý vị, cũng như chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, đặc biệt là chư thiên ngự quanh ngôi thiền viện này. Cầu mong các ngài hãy thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá.